bảo là sao nên được dạy bảo sống vì chữ tình không được cứu sai. Thằng nào cũng muốn làm anh làm chị chứ không chấp nhận mình là số 2. Lớn lên từ con hẻm nhỏ Sài Gòn nơi xa hoa và nhiều đấu kỵ, nên những đòn roi dè bỏ thể xác, nên những luật chơi mày phải khắc ghi. Nên những con người luôn đề cao cái tôi của mình lên trên nhất, phải biết giữ mồm giữ miệng nếu không muốn thấy lỗ tai nằm trên đất. Là nơi tứ xứ những người lao động bùng ba chỉ vì cuộc sống mưu sinh, và cũng là nơi mà con thiêu thân đâm đầu vào những bữa tiệc lưu linh. Còn tao chỉ là một thằng nhóc, một thằng nhóc, một thằng nhóc.